Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại vlog của Lý Thành Cơ. Và ngày hôm nay Cơ sẽ dẫn mọi người tới một đất nước mà Cơ cực kỳ yêu thích, đó chính là Nhật Bản. Thì mọi người đã xem rất là nhiều vlog của Cơ rồi và Cơ có dành tình yêu cho Nhật Bản rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tới một không gian văn hóa hoàn toàn khác biệt tại Nihonmatsu Fukushima. Và ở đó sẽ diễn ra một cái gì rất là đặc độc đáo, đó chính là lễ hội lồng đèn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi thôi. Chắc các bạn đang tự hỏi điều gì đang diễn ra đúng không? Đây là hoạt động được bắt đầu từ buổi sáng ở thành Kusami Gajo, là nghi lễ rước đèn của thành phố. Tức là trước khi mà các xe đèn di chuyển vào trung tâm thì các xe đèn sẽ được đến đây trước, rồi sau đó sẽ tản ra vào buổi chiều để đi diễu hành khắp cả thành phố. Và đây là cái nghi lễ trước tiên để đẩy cái những chiếc xe đèn này vào bên trong thành. Khi bạn tới thành Kasumigajo thì các bạn có thể thử một trải nghiệm rất là thú vị, đó chính là mặc đồ samurai giống như là các võ sĩ đạo vậy đó, để đi dạo quanh thành và chụp ảnh rất là đẹp. Chỉ với 1.000 yên thôi thì nhìn rất là cool ngầu nhé. Hoạt động sẽ bắt đầu vào buổi chiều. Các xe đèn sẽ di chuyển vào khu vực trung tâm của Nihonmatsu. Xung quanh sẽ được rất là nhiều những cái quầy bán đồ ăn và các hoạt động vui chơi khác. Thì lúc này cả Nihonmatsu nhỏ bé sống dậy và dạo chơi để mà đi theo những chiếc xe đèn này. Cơ sẽ cho các bạn một số thông tin về lễ hội lồng đèn Nihonmatsu nhé. Lễ hội này đã có gần 350 tuổi, là tồn tại từ năm 1664. Đây là một cái điểm nhấn văn hóa rất là quan trọng của thành phố nói riêng và tỉnh Fukushima nói chung. Cái hoạt động này chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày thôi, đó là ngày 4, 5, 6 tháng 10 hàng năm. Lễ hội sẽ tập hợp kiểu màn trình diễn của 13.000 lồng đèn kết hợp nghệ thuật múa trống taiko truyền thống của Nhật Bản. Thì khi đến đây bạn sẽ rất là nghẹt thở vì không khí sôi động và rợn da gà luôn. Tại vì các anh đang biểu diễn sẽ đánh trống và sau đó sẽ gọi hò reo trên những chiếc xe đèn này cả từ chiều đến tối luôn. Bây giờ đã là buổi gần tối rồi và đây là cái hoạt động chính của lễ hội, là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái anh chàng vạm vỡ sẽ cầm lửa đi để mà thắp đèn lên khắp tất cả các xe đèn ở trong lễ hội ngày hôm nay. Và các đèn sẽ thắp tới tối khuya luôn. Và đây là một cái hình ảnh rất là ấn tượng mà Cơ coi hoài mà Cơ vẫn phải nói là nổi da gà. Sau khi được thắp xong thì mọi người thấy đó, các cột đèn sẽ được dựng lên và giống như là một cánh buồm ra khơi vậy, và sẵn sàng để mà đi diễu hành khắp cả thành phố Nihonmatsu nhỏ bé này. Ah!
Và đó là lễ hội lồng đèn rất màu nhiệm tại Nihonmatsu. Hy vọng là mọi người đã thích vlog và nhớ subscribe để chờ đón những vlog tiếp theo nhé.